trước thềm giải vô địch các câu lạc bộ góp cựu sinh viên các trường đại học miền Bắc lần thứ 5. Ban tổ chức giải đã có một buổi góp giao hữu giữa leader các đội tuyển. Theo đó, đại diện 12 trường đại học tham dự giải đấu đã có mặt ở sân Thanh Lanh Valley Golf Club. Là giải đấu gặp mặt thành viên ban lãnh đội các câu lạc bộ, do đó các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy tính điểm theo handicap với hai giải thưởng chính là giải cá nhân và giải đồng đội. Sau một ngày giao lưu vui vẻ, golfer Trần Tuấn Anh đã giành giải nhất, golfer Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Thắng lần lượt giành giải nhì và ba. Ở nội dung đồng đội, giải nhất thuộc về team Đại học Hà Nội, giải nhì team Học viện Tài chính và giải ba Đại học Kiến trúc. Tại lễ trao giải, ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm chia cặp cho từng bảng đấu. Ở mùa giải trước, câu lạc bộ trường Đại học Thương mại đã khá vất vả để có được chiến thắng khi phải đánh playoff cùng hai trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Bách khoa. Năm nay, Đại học Thương mại sẽ gặp Đại học Giao thông Vận tải tại bảng E với nội dung Forbon và Đại học Bách khoa ở bảng C nội dung Forbon. Ngoài ra, Thương mại sẽ gặp Học viện Tài chính ở bảng A và nhà vô địch 2020 Đại học Ngoại thương ở bảng B. Dù gặp đội nào đi nữa, thì với Đại học Thương mại cũng sẽ luôn luôn cố gắng thi đấu hết mình với mục tiêu giữ được chiếc cúp vô địch ở lại với đội của mình. Với vai trò của thật ra là nhà vô địch hay không thì cũng không quan trọng. Thật ra giải đấu này là mang lại gắn kết giữa các cựu sinh viên, mọi người được giao lưu, được tập dượt, được gặp gỡ lại nhau. Đấy điều quan trọng nhất. Còn vô địch thì cũng là niềm vui, nhưng mà nó không phải là cái điều quan trọng nhất. Còn Á quân mùa giải trước là Đại học Giao thông Vận tải cũng sẽ gặp lại Đại học Bách khoa ở bảng A với nội dung Forsum. Ngoài ra, các cặp đấu ở bảng B với đội tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội, bảng C với Đại học Luật Hà Nội và Đại học Hà Nội cũng sẽ hứa hẹn nhiều kịch tính bất ngờ. Bên cạnh việc bốc thăm chia cặp tại các bảng đấu, ban tổ chức cũng đã tiến hành bốc thăm caddy cho cả 12 đội. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu cũng đã hoàn tất, sẵn sàng chờ các vận động viên thi đấu. Như chúng ta thấy thì là đến giờ phút này là mọi công việc đã là gần như hoàn tất, chỉ chờ đến ngày của các vận động viên để lên thi đấu thôi. Thì như ban tổ chức chúng tôi thì cũng đã lo hết rồi. Tức đến bây giờ là từ khâu hậu cần đến sân bãi đến tất cả mọi thứ chuẩn bị thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị. Thì bây giờ chúng tôi chỉ mong đến ngày đấy là thời tiết đẹp để có một ngày thi đấu cho các vận động viên là thăng hoa. Như bản thân vốn là các quý ông đại diện cho trí tuệ Việt thì đầu tiên là sự tinh hoa. Tôi muốn một cái phong thái tuyệt vời của quý ông trên sân golf. Thứ hai đó là một sự lịch lãm, sự trung thực và bao trùm đến tất cả thì thể hiện một cái tình cảm hướng đến cộng đồng, hướng đến những người khó khăn để chúng ta thấy rằng là việc chúng ta đi bên nhau không chỉ là một trò chơi, không chỉ là một game chơi mà chúng ta luôn có một tấm lòng dành tặng cho xã hội. Giải vô địch cựu sinh viên các trường đại học miền Bắc lần thứ 5 sẽ diễn ra ngày 17 tháng 11 năm 2023 trên sân Thanh Lanh Valley Golf Club, Vĩnh Phúc.